Mình có TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thì liên quan cái vụ việc người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hồng Bích ra tay dùng cyanua đầu độc khiến nhiều người thân trong gia đình tử vong. Rất là nhiều người gửi câu hỏi về cho Mình Khó TV như thế này nè. Tại sao mà khi mà ra tay mà sát hại nhiều người như vậy mà Bích vẫn sống dửng dưng trong cái căn nhà đó và không có một chút lo sợ? Thì hôm nay Mình Khó TV cũng xin hé lộ cho các bạn một số cái chi tiết rất là quan trọng mà cái cô Nguyễn Thị Hồng Bích này sau khi ra tay sát hại những người thân như vậy và vẫn sống một cách vô tư, thoải mái và đi nhậu trong cái căn nhà trên. Mình Khói TV xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nha. Chắc có lẽ là trong tất cả mọi người đang theo dõi clip đây thì ai cũng từng chứng kiến những cái vụ tang thương rồi đúng không? Khi mà người thân qua đời một cách tự nhiên hoặc là một người nào đó do bị sát hại này kia đó mọi người. Thì khi mà có một cái đống tang như vậy thì những người trong nhà thì chắc chắn là sẽ có cảm giác là hơi lo sợ một chút. Cái đằng này á là cái cô Nguyễn Thị Hồng Bích này đó trực tiếp ra tay và đầu độc khiến nhiều người thân trong gia đình tử vong. Cụ thể là cô ta đã dùng cyanua đầu độc người chồng của mình là ông Nguyễn Thoại Thanh Thế sinh năm 1985 tử vong sau 8 lần đi bệnh viện điều trị. Và cái người thứ hai mà cô ta xác nhận đầu độc đó là đứa cháu của mình tên Nguyễn Khả Di. Đứa bé này là con của em gái thứ năm của Bích và đứa cháu tiếp theo đó là Nguyễn Hoài Nam. Thì bé Nam này là con của ông anh thứ hai của Bích. Ngoài ra thì tại cái căn nhà của Bích đang sống là có hai cái chết bí ẩn nữa, đó là ông Nguyễn Văn Hải là cha của Bích và đứa con của Bích đó là bé Nguyễn Hoài Minh đó. Thì hai cái chết này thì Bích chưa thừa nhận nha mọi người, và có lẽ là cơ quan chức năng công an tỉnh Đồng Nai cũng đang đấu tranh và lấy lời khai của Bích và hy vọng sẽ làm rõ cái tử vong của hai trường hợp này trong thời gian tới. Nhiều người lý giải vì sao trực tiếp gây ra cái án mạng ngay tại nhà đó mà Bích vẫn sống vô tư trong suốt cái thời gian vừa qua, cụ thể là suốt một năm vừa qua, mà không cảm thấy ám ảnh, tội lỗi hay là sợ cái người thân về quở trách và bác này kia các bạn. Đó thì đây là một cái chi tiết phải nói là rất là rùng rợn nha, mà nhiều người là không có thể lý giải được là tại sao mà cái cô ta vẫn sống và vẫn buôn bán ở tại chính cái căn nhà mà đầu độc cái người chồng của mình cũng như là hai cái người cháu của mình qua đời như vậy nha mọi người. Đó thì hôm nay Mình Khó TV sẽ hé lộ cho mọi người biết nè. Thì trước khi mà giải thích được cái vấn đề này thì trong cái thời gian vừa qua thì Mình Khó TV đã trực tiếp đến tại khu vực xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai và đã ghi nhận toàn bộ cái lời kể của những người hàng xóm cách nhà nạn nhân không xa, cũng như là những người mà thường xuyên lui đến cái nghĩa trang Bắc Minh, nơi mà năm người thân của Bích đang an nghỉ tại đây nha mọi người. Thì có một cái thông tin rất là chấn động mà Khói TV muốn nói nè. Đó thì trong một cái một lần mà đi dọn mộ này kia đó thì một cái người mà ở tại khu vực xã Vĩnh Thanh đó, thì mới phát hiện là trên cái ngôi mộ của anh chồng tên Nguyễn Thọ Thanh Thế ở nghĩa trang tại giáo xứ Bắc Minh đó, là trước cái chỗ tấm bia các bạn, mà chủ thể là cái chỗ cái bình cắm hoa bình bông á, thì người ta phát hiện dưới đó là một cái lá bùa, cái lá bùa các bạn, giống như là trấn yểm hay là sao đó mà không biết. Mà nhiều người dân ở xã Vĩnh Thanh thì đồn đoán như thế này nè, thì sau khi mà Bích sát hại anh Nguyễn Thoại Thanh Thế xong thì cô ta mới đi, chắc là đi gặp thầy cúng là thầy bùa gì các bạn, thì mới thỉnh một cái lá bùa về đó và để ngay tại khu vực mộ này đó. Thì có thể là cái biện pháp này hoài nghi á, cái này là hoài nghi thôi nghe, là trấn yểm cái linh hồn của anh chồng ở trên mộ và không về nhà quấy phá này kia mọi người, để cho Bích yên ổn sinh sống làm ăn và cặp bồ này kia đó. Thì cái thông tin này người dân đồn đoán rất là nhiều, nhưng mà các bạn biết rồi, về cái tâm linh, về cái tâm linh thì không có cái cơ sở khoa học nào để lý giải được nha mọi người. Thì cái này là trên nghi vấn về cái chuyện tâm linh thôi, chứ còn thực tế thì mình phải dựa theo bằng chứng khoa học này kia thì mình mới nói và mới có cơ sở. Tại vì mất cái đề tâm linh này đó là vấn đề mê tín dị đoan thì cũng không nên theo dõi,
không nên tin vào quá, nhưng mà nhiều người địa phương thì họ phát hiện như vậy và họ nghi vấn như vậy, thì Mười Khó TV cũng chia sẻ cái chi tiết này cho mọi người nghe. Hy vọng là không biết là đây có phải là điều mà Bích đã làm và giúp Bích sinh sống trong cái căn nhà trong suốt thời gian vừa qua hay không. Tại vì mọi người biết không, khi mà một người mà bị chết oan á mọi người, mà bị đầu độc hãm hại này kia, thì họ rất là bực tức, có thể là họ sẽ tìm đến cái người mà gây ra cái tội ác á, thì họ sẽ này kia đó. Thì Bích là mới dùng cái thủ đoạn như vậy đó. Thật sự qua cái vụ việc này, không chỉ Mười Khó TV mà tất cả mọi người ở xã Vĩnh Thanh cũng như là ở các địa phương nữa, trong và ngoài nước, thì rất là xót thương và đau buồn cho cái hoàn cảnh nghiệt ngã của nhà ông Hải các bạn đó. Thật sự đáng lẽ ra là cả gia đình của ông Hải 5 người như vậy là không có qua đời đâu mọi người đó, không có mất đâu. Mà thật sự điều này có một cái điều mà rất là xui xẻo xảy ra đối với gia đình ông Hải. Các bạn có nhớ là cái trường hợp đầu tiên không? Đó là vào tháng 10 năm 2023, khi mà chồng của Bích là bị chính cô ta đầu độc á. Trong cái thời gian đầu độc ban đầu thì Bích dùng một cái lượng cyanua rất là nhỏ thôi mọi người, đó chỉ một bằng một cái hạt đậu thôi. Và Bích đầu độc anh Thế, thì những lần đầu độc đầu tiên á, thì anh Thoại anh Thế này ảnh chỉ phát bệnh và anh đi điều trị, đưa đi bệnh viện điều trị một cái thời gian là khỏi thôi mọi người. Và phải đầu độc đến lần thứ 8 thì anh Thế thì anh mới qua đời nha mọi người. Đó, đây là một cái vụ việc rất đầm tiếc mà Mười Khó TV sẽ phân tích cho các bạn nghe nè. Nếu như cái lần đầu á mà anh Thế được đưa thẳng lên bệnh viện Lê Văn Thịnh đó, hoặc là một cái bệnh viện nào khác, nếu như mà trong những cái lần điều trị này các bác sĩ xác định anh Thế bị đầu độc cyanua, bị ngộ độc cyanua bất thường và chữa trị cho anh Thế, sau đó thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và điều tra và xác định ai là người đầu độc anh Thế, thì có lẽ là cái nghiệt ngã sẽ không đến với gia đình của ông Nguyễn Văn Hải nha mọi người. Nhưng mà rất lấy làm tiếc, tại vì trong những cái lần điều trị đó và thậm chí là khi anh Thế qua đời, cơ quan chức năng bệnh viện cũng, phía bệnh viện cũng không xác định được là anh Thế mắc cyanua. Đó. Nếu như mà cơ quan chức năng bệnh viện mà xác định được cyanua thì chắc chắn là bệnh viện sẽ báo công an đó. Và khi đó thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và điều tra ra, chắc chắn là Bích sẽ bị bắt ngay cái thời điểm đó, chứ không có thể để mà cô ta ra tay đầu độc tới nhiều người thân liên tiếp như vậy các bạn đó. Thì có lẽ là biến cố của gia đình ông Nguyễn Văn Hải sẽ không ập đến nha mọi người đó. Thì qua cái lời khai của Bích mà Mười Khó TV vừa nhận được á, các bạn có biết là cô ta đầu độc hai đứa cháu của mình là như thế nào không? Một đứa cháu đó là con của em gái thứ năm của Bích, và cái đứa cháu thứ hai là con anh thứ hai của Bích đó. Vì sao đầu độc cái đứa cháu gái con của em gái thứ năm của Bích, thì mọi người nghe từ Mười Khó TV chia sẻ nè. Nghĩa là sau khi mà anh Thế mất đi nha đó, chưa được bao lâu khoảng một tháng, thì Bích bắt đầu là công khai và cặp bồ với một người đàn ông làm trong ngành nhiệt điện nha. Đó. Thì trong cái khoảng thời gian cặp bồ này á, thì Bích là không có buôn bán gì hết, không có bán cơm hay là gì hết, mà cô ta túng thiếu tiền bạc nên mới đến nhà của em gái thứ năm. Đó, em gái này mình nghe nói là tên Trang thì phải. Đó, tên Trang, và vay mượn tiền. Nhưng mà em gái thứ năm này á, mới thấy Bích là anh rể vừa chết, chưa sanh cỏ, chưa làm giúp năm, chưa làm đám giỗ, mà Bích lại công khai đi cặp bồ với một người đàn ông như vậy, thì rất là xấu hổ cho gia đình. Tại vì cái gia đình bên Chúa mọi người thì rất là quan trọng cái tình cảm gia đình nha, quan trọng cái tình cảm hôn nhân nha. Tại vì mình nghe nói là bên Chúa họ sắp đặt, nếu như mà một người mà lấy một người thì đó là nhân duyên do Chúa sắp định và không được chia lìa này kia đó. Thì khi mà thấy cặp bồ như vậy thì cô em gái này vừa không cho mượn tiền mà vừa trách chị dâu của mình, chị gái của mình, đó là không đoan trang nội gì mọi người đó này kia, rồi mang tiếng cho gia đình này kia. Từ những cái lời nói đó mà Bích xảy ra sân hận
và quyết tâm là đầu độc cái đứa con gái của con em gái thứ năm này. Thì trong một lần á, là Bích mới dẫn em bé này, đứa cháu này về nhà Bích, và sau đó thì cô ta mua nước ngọt và cô ta dùng cyanua bỏ vô cái ly nước ngọt đó và khiến cho cháu bé này, cô bé này uống và tử vong nha mọi người. Thì em bé được mẹ phát hiện ngất xỉu trong cái nhà vệ sinh, sau đó thì em bé được đưa lên bệnh viện Nhi Đồng 2 và em bé xác định là tử vong các bạn, chứ không qua khỏi. Thực sự đây là một cái vụ việc rất là đáng buồn. Mình nghe nói là cái em gái thứ hai bị đầu độc là con út của anh trai thứ hai của Bích á, thì cũng đầu độc bằng cái phương pháp tương tự như thế này các bạn, rồi em bé này cũng không may tử vong. Và liên quan đến hai cái chết trong gia đình tiếp theo đó là đứa con trai của Bích và ông Hải là cha của Bích, nhưng mà đến nay thì cô ta vẫn chưa thừa nhận là ra tay đầu độc hai cái nạn nhân này. Bây giờ là cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nha mọi người. Nhiều người mới dấy lên cái luồng thông tin như thế này nè, là dù Bích nợ nần ở ngoài xã hội rất là nhiều, thậm chí là nên tới 6-7 tỷ đồng, nhưng mà cô ta vẫn ráng và mua cho chồng và đứa con trai mỗi người mỗi cái bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể là anh Thế được mua cái bảo hiểm nhân thọ là 500 triệu đồng, rồi cái đứa con trai tên Minh á cũng được mua cái bảo hiểm nhân thọ là 250 triệu đồng. Đó, nhiều người mới nghi vấn là khi mà đầu độc anh chồng xong và đứa con trai cũng mất đi thì Bích mới đến bảo hiểm nhân thọ và nhận cái tiền đền bù bồi thường cái số tiền bảo hiểm này các bạn, thì 800 triệu đồng. Cái số tiền này Bích dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Nhưng thực tế mình tìm hiểu ở tại xã Vĩnh Thanh ấy, thì Bích là dùng cái số tiền này để ăn chơi thôi mọi người, chứ không có mà trả nợ gì đó mọi người. Đó, sự đây là một cái vụ án rất là rùng rợn, rất là chấn động trong cái thời gian vừa qua, xảy ra tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, mà cái kẻ gây án chính là người thân trong gia đình. Mình nói thật với các bạn nha, thực sự rất là nguy hiểm khi mà những người thân mà sống chung như vậy á, mà nếu như mà cái người nào mà có nó nổi lên cái điều ác độc như vậy mà nó ra tay một cách lén lút này kia, thì mình sống chung như vậy thì khó phát hiện được các mọi người, thì rất là nguy hiểm nha. Và không hiểu là cái bà này bà như thế nào đó. Nhiều người tại xã Vĩnh Thanh á mà nói những cái điều này mà chưa được xác minh nha, cũng giống như cái lá bùa vậy. Thì cô Bích này nghe nói là có nuôi cô ma thông này kia đó, thì đây chỉ là những lời đồn đoán thôi nha mọi người, chứ cũng chưa qua xác minh nữa đó. Và đến năm nay thì cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ Bích để điều tra về tội giết người đó. Ngoài việc xác định đầu độc em Thiên, con của anh trai thứ hai của Bích á, ngoài ra thì Bích còn thừa nhận là gây ra 3 vụ đầu độc khác khiến 3 nạn nhân tử vong đó. Còn hai nạn nhân tử vong còn lại thì là cha Bích và con ruột của Bích, thì đến nay chưa làm rõ được cái nguyên nhân tử vong. Và chắc chắn là trong cái thời gian tới, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng sẽ làm rõ cái yếu tố này. Chắc chắn là Bích cũng sẽ đền tội đối với những cái tội ác mà mình đã gây ra. Thì qua cái clip này thì Mười Khó TV cũng giải thích rõ cho các bạn cái câu hỏi vì sao mà Bích ra tay đầu độc sát hại nhiều người như vậy mà cô vẫn dửng dưng và sống một cách lạnh lùng như không có điều gì xảy ra đó. Thì có lẽ là dựa vào cái yếu tố là tâm linh các bạn, như cái lá bùa mà phát hiện trên một chồng này kia, thì có thể đó là một cái yếu tố tâm linh nào đó, hoặc là có thể dựa vào cái phong tục mà Bích đang theo. Nghĩa là Bích là gia đình của Bích là theo đạo Thiên Chúa nha mọi người. Và bên Thiên Chúa thì cũng không có tin nhiều về cái tâm linh nhiều các bạn. Đó. Nói chung là trong cái thời gian tới thì cơ quan chức năng sẽ có, chắc chắn cũng sẽ có những cái thông tin chính thức để cung cấp cho mọi người. Còn những cái lời nói của Mười Khó ở trên đó là những điều nghi vấn thôi nha mọi người. Nghi vấn mang tính chất tham khảo thôi.
Đó, và đó cũng là những cái thông tin mà Khói TV đi thu thập được tại hiện trường trong cái thời gian vừa qua để cung cấp đến cho mọi người. Mình có TV một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nha. Nếu như có thông tin gì mới thì mình có TV sẽ cập nhật cho các bạn xem nha. Mình có TV xin chào các bạn.